Bộ phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt. Tập 8. Đoàn Chu Gia. Nếu như nói đến sự việc Thái An khiến Thái tử chịu đựng oan khuất cay đắng, thì kế hoạch mà các người dựng lên hôm nay sẽ khiến Thái tử bị tiếng xấu muôn đời, tuyệt đối không phải cách giải quyết có hiệu quả đâu. Trương Đại Nhân, ông đang làm cái gì vậy? Địch Nhật Kiệt, Địch Đại Nhân, ta không phải vì ta, bản thân Trương Vạn Chi, mà chính là vì ông. Nếu như bây giờ ông quyết đưa Thái tử về kinh thành, thì ông sẽ trở thành tội đồ của thiên hạ đại đường này. Nếu ông quyết giao Thái tử Lý Hiền cho Lan Nha Dương, ông mới là tội đồ của thiên hạ đại đường. Vậy thì ông hãy giết ta trước đi. Ta không thể để bất kỳ ai làm tổn thương Thái tử. Thái tử không thể chịu nổi nữa đâu. Thần Địch Nhân Kiệt khấu kiến Thái tử. Mời Địch Đại Nhân đứng dậy. Tạ ơn Thái tử. Hiền Nhi là kẻ mang tội, Đại Nhân hà tất phải hành lễ như vậy? Không, quân dương là quân dương, thần là thần. Thần có việc này muốn mời Thái tử đích thân định đoạt. Từ lâu ta đã không còn là Thái tử, có điều gì Địch Đại Nhân cứ nói. Tuân chỉ. Hoàng thượng và Thái hậu muốn nghinh thỉnh Thái tử hồi triều. Điều này ta biết. Lan Nha Dương cũng muốn đón Thái tử đi Nhữ Dương. Thái tử đi Nhữ Dương hay là về kinh thành, thần xin Thái tử quyết định. Bây giờ ta vẫn còn quyền lựa chọn nữa sao? Có, thần đã nói tất cả đều do Thái tử quyết định. Là ý của Địch Đại Nhân? Thần không dám nói bậy. Có điều gì Địch Đại Nhân cứ nói thẳng. Bây giờ ta đã rơi vào hoàn cảnh này, cũng chẳng có điều gì ta không chịu nổi. Thần cho rằng đi Nhữ Dương sẽ có người ở trong triều mượn cớ này gây chuyện. Lăng Nhà Dương với hàng vạn binh lính trong tay có được Thái tử, không dám chắc là hắn sẽ không hài lòng. Một khi chiến tranh xảy ra, sinh linh lầm than người phải chịu được chính là Lê Dân Bá Tánh. Tới lúc đó, Thái tử phi và đứa nhỏ ở trong bụng cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Trở về triều nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng mà dù sao kinh thành cũng là nhà của Thái tử. Thái tử về kinh, gia đình đoàn tụ, hưởng niềm vui bình dị, thiên hạ tránh được cuộc chiến, đó là vinh hạnh của thiên hạ, cái phúc của muôn dân. Thần xin Thái tử hãy cân nhắc cẩn thận. Nếu như ta chết đi, chẳng qua cũng chỉ mất đi một hoàng tử. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra, thì không biết thiên hạ sẽ mất đi bao nhiêu sinh mạng. Thái tử anh minh. Thái tử hãy suy nghĩ cân nhắc cẩn thận mà. Mau đưa ta về kinh. Cả một lũ vô dụng, bao nhiêu người mà không cứu được Thái tử Lý Hiền. Tướng quân bất giận, quả thực Địch Nhân Kiệt vô cùng xảo quyệt. Hay là chúng ta hãy mang theo binh khí cướp Thái tử trên đường về kinh? Khốn kiếp, đó là hành động của một kẻ ngu ngốc. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Xem ra bắt buộc phải khởi động kế hoạch tiếp theo của chúng ta rồi.
Vì sự an toàn của thái tử, chúng ta chia làm hai ngã. Tin thái tử bị thích khách sát hại đã không còn là điều bí mật nữa, cho nên chúng ta vẫn tuyên bố là đưa linh cữu của thái tử về kinh, tránh những phiền toái có thể xảy ra ở trên đường đi. Được, tất cả đều nghe theo đại nhân. Trương đại nhân có cao kiến gì không? Ông là không sai, ta là tội thần, ta còn có thể nói cái gì chứ. Tôi xin nhắc lại với các vị, thái tử bình an, thiên hạ sẽ bình yên. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thiên hạ sẽ đại loạn. Đại nhân cẩn thận. Sơ Ngũ, ngươi đúng là to gan thật, dám mưu sát cả mệnh quan triều đình sao hả? Khoan đã, thả ra đi. Đại nhân, ta nói thả ra đi. Đại nhân, người thấy chưa? Không sao, cậu bé chỉ là đứa trẻ thôi. Đừng tưởng là cách này có thể khiến cho thái tử bình an quay về kinh thành, về được thành Lạc Dương, nhưng không qua nổi quỷ môn quan. Ông sẽ hại chết thái tử. Võ phủ. Đại nhân. Dạ. Không tìm được thái tử Lý Hiền, địch nhân Kiệt đã đem thi thể thái tử giả về kinh treo đầu dê bán thịt chó. Địch nhân Kiệt quá là to gan. Lần này chúng ta không sợ tới hắn, thái hậu cũng sẽ không để hắn yên. Ông cho rằng địch đại nhân dám đưa thi thể của thái tử giả về lừa thái hậu hay sao? Hắn ta to gan đến vậy à? Địch nhân Kiệt to gan bằng trời, có chuyện gì mà hắn không dám đâu. Cứ cho địch nhân Kiệt có cái gan này, vậy còn Lý Đa Tộ, hắn vô cùng tận trung với triều đình, quyết không dễ bề nghe theo địch nhân Kiệt để mang tội khi quân như vậy đâu. Đây chẳng phải tin từ thành đô báo về sao?
Cái lũ đần độn này đã bị mắc lừa rồi. Sao có thể như vậy? Địch Nhân Kiệt tuy là kẻ to gan ngông cuồng, nhưng hắn ta luôn cẩn trọng chu toàn. Nếu như không chắc chắn 100% thì hắn ta không liều mạng như vậy đâu. Đại nhân có thể nói rõ hơn không? Nếu như ta đoán không nhầm thì Thái tử Lý Hiền vẫn còn sống. Thái tử vẫn chưa chết? Không những không chết, chưa biết chừng Thái tử đang nằm trong tay của Địch Nhân Kiệt. Đội linh cữu đưa Thái tử giả về kinh chỉ là trò bịp bợm của hắn thôi. Nếu như Thái tử Lý Hiền không chết thì việc lập tự lại từ đầu sẽ mắc phải sự phản đối của quần thần. Trước giờ Thái hậu là người nghĩ cho đại cục khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ nghĩ lại chuyện này. Sự việc đã đến nước này rồi, sao ta có thể để cho Lý Hiền còn sống trở về? Ý của đại nhân là... Năm năm trước ta đã không lấy mạng sống của hắn, thì lần này hắn ta không may mắn nữa đâu. Vì vậy lão già đoán đúng rồi, đây chỉ là trò bịt bợm che mắt thiên hạ. Địch Nhân Kiệt quả là người rất xảo quyệt, làm vậy qua mắt thiên hạ mà thôi. Phát hiện ra bọn họ rồi. Họ đang ở đâu? Bọn họ đang đi theo đường tắt rất khó đi. Họ vừa mới đi qua Lạc Phong Ba, khả năng tối nay họ sẽ nghỉ lại trấn Khẩu Tử. Có người theo sát không? Có, trước sau đều có người của chúng ta canh chừng. Đi thôi. Vậy còn ở đây? Để họ từ từ bày binh bố trận đi. Đi. Dạ. Rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì vậy? Chút việc còn con cũng làm không xong. Sau này nói gì đến gây giận có đâu. Xin tướng chàng bức giận. Thái tử hồi kinh chỉ có một con đường chết thôi. Chỉ có tạm thời ở lại Nhữ Dương nuôi dưỡng đại nghiệp mới là hy vọng duy nhất. Trước khi đi, ta đã dặn các ngươi thế nào, nhất định phải hết sức cẩn thận, đặc biệt phải đề phòng Địch Nhân Kiệt. Vậy mà các ngươi lại... Mọi việc vốn đã làm xong ổn thỏa, ai ngờ Địch Nhân Kiệt đến phủ thành đô nhanh như vậy. Hơn nữa hắn ta đã nắm được những điểm yếu của chúng ta. Vì đại nghiệp sau này của chúng ta, chúng tôi đành phải tìm cách thương lượng với hắn thôi. Tiếc là không thương lượng thành công. Vậy còn Trương Giang chi? Hắn và Địch Nhân Kiệt là bạn lâu năm rồi. Lẽ nào Trương đại nhân thà chết cũng phải cứu được Thái tử, đã dốc hết tâm sức rồi. Có điều đối với Địch Nhân Kiệt thì Trương đại nhân không sánh bằng được. Hơn nữa chúng ta không thể vì cứu Thái tử Lý Hiền mà ra tay sát hại Địch Nhân Kiệt được. Chính vì vậy mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, uổng phí hết công sức. Tướng gia, Thái tử Lý Hiền vẫn chưa về Lạc Dương mà. Chúng ta có thể lập ra kế hoạch cướp Thái tử ở giữa đường đi. Các ngươi nghĩ đơn giản vậy hả? Địch Nhân Kiệt dám khua chiên gõ trống đưa Thái tử về triều, bộ không có đề phòng hay sao? Nhưng mà Lan Nha Dương có lệnh, nhất định phải đưa Thái tử về Nhữ Dương. Các cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi. Lan Nha Dương đã hạ quyết tâm, việc này thành công cũng được, không thành cũng phải thành. Nói vậy là sao? Cho dù việc này thành bại thế nào, Lan Nha Dương cũng sẽ khởi binh tạo phản, lấy danh nghĩa gì đó đưa quân vào Trung Nguyên, săn bằng Lạc Dương. Nếu có Thái tử Lý Hiền trong tay, được gọi là danh chính ngôn thuận. Nếu không có Thái tử trong tay thì gọi là phạm thượng. Một việc chính nghĩa lại trở thành một việc đại nghịch vô đạo. Xem ra chúng ta phải tìm cách khác giải quyết cho ổn thỏa. Dù là cách nào đi nữa, nhất định cũng phải đoạt lại Thái tử Lý Hiền trước khi về triều. Nếu kẻ nào ra tay trên đường chỉ chuốc lấy hậu quả thôi. Ý của tướng gia là... Việc này phải tính kế dài lâu, tạm thời dùng kế sách quản binh. Mặc dù phải cứu Thái tử thì cũng cần làm tới mức thần không biết, quỷ không hay. Hãy lập tức trở về Nhữ Dương, đưa bức thư này cho Lan Nha Dương đi. Những việc cần làm ta đã nói rõ trong thư. Rõ, tướng gia bảo trọng.
Lý Lộc. Lão gia. Gia đó. Nuôi quân 3 năm, đã tới lúc phải dụng binh rồi. Đại nhân, có người đang theo dõi suốt đường đi. Để chúng theo dõi mang ngày ban mặt, không lẽ dám tới đây cướp sao? Đại nhân cũng thiệt là, sao không mang thêm vài người? Vua ám khí sợ rồi phải không? Tại hạ không lo cho mình mà lo cho đại nhân. Đại nhân người xem, người không biết võ công, đánh nhau cũng không đánh được, chạy cũng không chạy được. Nếu như có mệnh hệ gì với đại nhân á, thì coi như danh tiếng võ lâm của tại hạ không còn gì nữa. Bọn chúng ghê gớm vậy sao? Bọn chúng với bọn ở thị trấn Liễu Lâm không hề giống nhau, nhưng mà có một điểm chung, không phải là binh lính mà là người trong giang hồ. Đại nhân, sao tại hạ nhìn nơi này giống thị trấn Liễu Lâm quá? Có một cao thủ giang hồ ở bên cạnh ta, có điều gì mà ta phải sợ? Đại nhân, ngài muốn nghỉ ở dịch quán hay là nhà trọ? Dịch quán lộn xộn lắm, nhà trọ đi. Yeah. Đại nhân, người xem, cả thị trấn vắng vẻ như vậy, tại sao nhà trọ nào cũng chật kín người? Hay là chúng ta đi tiếp đi? Tiếp tục đi là khẩu tử cốc phải không? Đúng vậy, khẩu tử cốc. Khẩu tử cốc, khẩu tử cốc. Đóng cửa lại để đánh hổ đây. Đi tới khẩu tử cốc chẳng khác gì nhốt hổ vào chuồng sắt. Bạn định đến mấy cũng phải chịu đòn mà thôi. Đi tiếp đi, nhất định sẽ có nhà trọ không đông lắm. Chà. Đại nhân, bên kia có nhà trọ, để tôi qua đó xem thử. Đại nhân. Tình hình thế nào? Đúng là chưa kín người, vẫn còn phòng trống. Nhưng mà cái gì? Nhà trọ vừa có người chết, vẫn còn để quan tài ở trong giường. Ra ngoài nhìn thấy quan tài là may mắn. Nghỉ ở đây đi. Ủa, khách quan. Dạ, mấy người vậy? 3 người. Một phòng hay là 2 phòng? Cho ta 2 phòng, nhưng 2 phòng phải ở cạnh nhau. Dạ, 3 người. Chủ nhân nhà ta bị bệnh rất nặng, không cho phép bất kỳ ai làm phiền. Vậy còn cơm nước thì sao? Ta tự mang vào. Vậy để tôi giúp ta nha. Ta sẽ tự mang vào. Bên này. Dạ, mời. Dạ, mời. Công tử, người đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngươi có nhìn rõ không vậy? Tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Đúng là thái tử Lý Hiền. Địch Nhân Kiệt tưởng bản thân mình thông minh lắm, thật không ngờ cũng có lúc bị trí thông minh làm hại như vậy. Các vị huynh đệ, tôi chúc các vị ra tay thắng lợi, mã đáo thành công. Số ngân lượng này các vị cứ nhận trước đi, đợi khi mọi chuyện thành công sẽ thưởng mỗi vị một phần. Được. Cạn ly.
Bao che quán trọ, lần này không được để hắn ta sống sót. Giết một người hay là giết cả ba? Địch Nhân Kiệt tạm thời cho sống thêm vài ngày. Võ đại nhân muốn chứng kiến cảnh hắn được đưa lên đoạn đầu đài như thế nào. Còn tên sát thủ giang hồ thì sao? Thằng nhãi ranh đó không tốt, ăn cắp rượu của nhà trọ, chắc là giờ đã lăn ra ngủ rồi. Hay lắm. Các ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta tới đây? Đây là nơi nào? Thái tử đừng có sợ hãi, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà? Vậy còn Địch đại nhân, Địch Nhân Kiệt đâu rồi? Địch đại nhân vẫn còn đang ngủ, ông ấy mệt quá rồi, hãy để cho ông ấy nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Chúng tôi được Lan Nha Dương cử tới đây để cứu Thái tử Thế Nhữ Dương. Hả? Lan Nha Dương? Ông ấy đang ở đâu? Kêu ông ấy đến đây gặp ta. Lan Nha Dương không tới, nhưng mà ngài ấy có lời muốn chuyện cho Thái tử. Ông nói đi. Lan Nha Dương nói chúc Thái tử đi đường bình an. Ngươi không phải là Thái tử Lý Hiền? Hạng ăn xin ăn mài võ công bình thường như ngươi mà cũng muốn gặp được Thái tử Lý Hiền hay sao? Đại nhân, ngươi có sao không? Tôi không sao, nhưng bọn chúng tất cả đều chết rồi. Ta đã nói là phải giữ người để hỏi cung rồi mà. Tôi không có giết bọn chúng. Đại nhân, những người này đều đã uống thuốc độc. Có lẽ chủ nhân của bọn chúng đã tính toán kỹ thời gian phát tác của thuốc độc. Mượn tay giết người sau đó diệt khẩu. Chiêu ác độc này ngày xưa ta đã từng gặp. Nhưng giết một lúc bao nhiêu người như vậy, đúng là một người
nhẫn tâm và độc ác. Những người này còn nói họ là người của Lan Nha Dương. Ngươi có tin không? Tin sao? Nếu như tin họ thì sát tử đã không phải là sát tử nữa. Đại nhân xem, người này, cả người này nữa, rồi người kia. Lúc tại hạ còn hành tẩu giang hồ, bọn chúng từng làm lính của tại hạ. Bọn chúng đều là người của Khẩu Tử Bang, chuyên làm những việc đầu trộm đuôi cướp. Cơ bản không biết được Lan Gia Dương là ai. Đại nhân, lại là lệnh bài sao? Bọn họ đã để lại lệnh bài của Lan Gia Dương nữa đó. Phải chăng bọn chúng thật sự biết Lan Gia Dương là ai? Cứ cho là bọn chúng không biết, nhưng kẻ thuê bọn chúng không hẳn là không biết. Người đâu? Địch đại nhân, hãy an táng đám người này cho cẩn thận. Dạ. Đại nhân, trong đám ăn mày này có một người. Đại nhân, hắn tên là gì? Ma Lục. Ma Lục gia. Làm gì vậy? Hắn cũng đã chịu nhiều dày dò rồi, cho an táng đi. Đợi chút đã. Nghe đây, vị này là một nghĩa sĩ. Lát nữa mấy người không được chôn với lại lũ súc sinh của Khẩu Tử Bang đó. Nghe kỹ, hậu táng Ma Lục gia. Đó. Ma Lục gia sau khi chết còn có được tri kỷ như ngươi, hẳn là sẽ bình yên nơi chính suối. Những người hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là chữ nghĩa. Người như Ma Lục gia, tại hạ thực sự rất nể phục. Ngoài những tên sát thủ đó ra, ngươi có nhìn ra người nào nữa không? Kẻ chủ mưu đằng sau quả là thông minh. Chẳng phải đại nhân nói kẻ chủ mưu đằng sau là Võ Thành Tự sao? Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ không ai tin lời của ngươi hết. Có gì mà khó chứ? Võ Thành Tự quyền cao chức trọng, đương nhiên hắn ta không thể trực tiếp giết người mà phái tay chân của hắn đi làm. Chúng ta theo manh mối này mà trực tiếp điều tra, chẳng lẽ không tìm ra được gì sao? Nếu mọi chuyện đều đơn giản như ngươi nói thì thiên hạ đã luôn hưởng thái bình rồi. Có những kẻ vì muốn bảo vệ cho mình sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Võ phủ. Người nói cái gì? Thái tử Lý Hiền đang ở chung với địch Nhân Kiệt sao? Lão già, ngài đoán không hề sai. Thái tử Lý Hiền đúng là đang còn sống, nhưng mà thái tử và địch Nhân Kiệt không đi chung một đường. Địch Nhân Kiệt dẫn theo đó là thái tử giả. Vậy còn thái tử thật? Thái tử thật luôn nằm trong chiếc quan tài. Nô tài chưa nghe thấy lấy giả đổi thật, chứ chưa bao giờ nghe thấy lấy thật đổi giả hết. Địch Nhân Kiệt này quả là xảo quyệt mà. À Thọ, ngươi cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà lão gia, chuyện này ta không trách ngươi, là do ta tính toán sai lầm nên thua địch Nhân Kiệt. À phải, tối nay ta sẽ làm thiệt ăn mừng ngươi trở về ở hậu hoa viên. Đa tạ lão gia. A Lộc, A Thọ là anh em sinh đôi của ngươi, sao ngươi lại... Lão già, không phải tôi muốn giết hắn, mà là hắn quá đáng chết. Tuy hắn là người anh sinh đôi của tôi, nhưng hắn làm việc thật sự quá lỗ mãng.
Lão gia, tôi sẽ đi lấy cái đầu của thái tử Lý Hiền về đây. Thôi đi. Nếu như bây giờ thái hậu cũng biết chuyện này rồi, nếu ngươi đi giết chết thái tử, chỉ thêm phiền toái cho bản thân mình thôi. Chuyện này coi như kết thúc tại đây. Thứ lỗi cho ta A Lộc. Cho dù ta tha cho ngươi thì địch Nhân Kiệt cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Địch Nhân Kiệt, ngươi hãy chống mắt lên mà coi. Thành công phá vụ án Hiền Nhi mất tích, đưa Hiền Nhi trở về kinh thành an toàn. Vất vả quá rồi. Tạ ơn thái hậu, nhưng mà thái tử vượt qua nguy hiểm trở về kinh thành không phải công lao của thần, thần không dám nhận. Sao khanh lại nói như vậy? Đúng là có thích khách đột nhập phủ thành đô muốn sát hại thái tử, do Trương Giản Chi, Trương đại nhân tùy cơ ứng biến đã dùng thái tử giả dẫn dụ thích khách, nên thái tử Lý Hiền mới được bình an vô sự như vậy. Chuyện là như vậy sao? Thần không dám nói dối. Nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy, vậy thì tại sao phải mất mấy tháng ở phủ thành đô? Bẩm thái hậu, đó là chủ ý của thần. Thần sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện, cho nên không dám hồi triều sớm hơn. Vậy thích khách là những người nào? Bẩm thái hậu, thần đã điều tra ra là thổ phỉ giang hồ của Khẩu Tử Bang gây ra. Khẩu Tử Bang? Thổ phỉ giang hồ tại sao lại muốn sát hại thái tử Lý Hiền chứ? Thần cho rằng có người đứng sau bọn chúng. Người đó là ai? Thần vẫn chưa điều tra ra. Nếu như thần đoán không lầm thì trong chuyện này, vụ mưu sát thái tử và hãm hại thái tử 5 năm trước tại phủ Thái An là cùng chung một người. Khanh có chứng cứ chứng minh thái tử Lý Hiền bị người ta hãm hại ở phủ Thái An không? Không có. Địch Ái Khanh, Ai Gia biết trong lòng của khanh đang nghĩ gì. Ai Gia cũng biết trong lòng của các quần thần đang nghĩ gì. Ai Gia không phải là loại người thiên vị này nọ và không phân biệt trắng đen. Nếu như khanh đem chứng cứ ra đây, cho dù kẻ đứng đằng sau mọi chuyện là ai, Ai Gia cũng sẽ tiến hành xét xử theo luật pháp của đại đường. Còn nếu như khanh không đem được chứng cứ ra, thì Lý Hiền chỉ có thể là loạn thần tặc tử. Người đâu? Có nô tài. Truyền ý chỉ của hoàng thượng, Lý Đa Tộ từ Mạc Sầu có công trong điều tra phá án thăng lên một bậc. Trương Giản Chi có công bảo vệ thái tử Lý Hiền, phục hồi nguyên chức, vẫn thuộc về hàng đại thần nhị phẩm, giao phò tá trong triều. Tuân chỉ. Còn không đi truyền chỉ? Bẩm thái hậu, còn địch đại nhân nữa. Có công sẽ thưởng, có tội sẽ phạt. Nếu như địch Nhân Kiệt khanh đã nói mình không có công trạng gì thì không cần phải ban thưởng gì đâu. Địch Nhân Kiệt, địch đại nhân thánh chỉ phục hồi nguyên chức cho Trương Giản Chi sẽ do khanh đích thân đi truyền chỉ. Thần tuân chỉ. Thái hậu, thần còn một việc nữa. Nói đi. Sắc tử, lần này sắc tử cùng thần đi đến thành đô để phá án, đã lập được công lao cho triều đình. Sắc tử cũng một lòng hướng thiện, thần truyền nghĩ rằng chỉ miễn tội, gia phong ngũ phẩm ngân đào tá quý, phò tá Ái Khanh là được rồi.
Tạ ơn Thái hậu, tạ ơn Thái hậu, thần cáo lui. Truyền chỉ giam Lý Hiền vào trong thiên lao đợi xét xử. Tuân chỉ. Có thánh chỉ, Trương Giản Chi tiếp chỉ. Tội thần Trương Giản Chi tiếp chỉ. Hoàng thượng ban chiếu. Trương Giản Chi có công bảo vệ Lý Hiền, hồi phục nguyên chức, vẫn là đại thần thuộc hàng nhị phẩm, hồi triều phò chính, khâm thử. Còn không mau tạ ơn. Thần lĩnh chỉ tạ ơn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đinh đại nhân, có chuyện gì? Mà người đâu rồi? Ai? Thái tử Lý Hiền tạm thời bị giam trong thiên lao. Cái gì? Giam trong thiên lao? Không phải ông nói với ta, Thái hậu nghênh đón Thái tử Lý Hiền về kinh là muốn mẫu tử đoàn tụ cùng nhau hưởng lạc hay sao? Lẽ nào cái mà ông nói là hưởng thụ trong thiên lao rồi? Rõ ràng ông đã hứa sẽ bảo vệ Thái tử thật tốt. Ông bảo vệ theo kiểu này hả? Điều ta hứa ta nhất định sẽ làm được. Ông nên làm tốt chức trách của mình, đừng có nên dính vào việc khác. Đại nhân, đại nhân, không công bằng. Như vậy quả thật không công bằng. Nói về công trạng thì địch đại nhân đây mới là người là công lớn. Tại sao mọi người đều được nâng phẩm mà còn ngài... Ngồi đi. Tôi không làm nữa. Chẳng qua cũng chỉ là chức ngũ phẩm ngân đao táo quý, sắc tử này không thèm đâu. Ta bảo ngươi ngồi xuống. Chẳng phải ngươi thường hay nói người giang hồ xem trọng nghĩa khí hay sao? Quan trường cũng có trọng nghĩa khí. Ngươi đi theo ta, ta chẳng sợ gì hết, chỉ sợ cái tính khí của ngươi thôi. Nói cho ngươi hay, giang hồ có luật của giang hồ, quan trường cũng có quy tắc của quan trường, và điều quan trọng nhất chính là làm người phải có quy tắc của làm người. Không nên vì hư danh một lúc, cũng không nên tính toán thiệt hơn của mình. Khi được làm quan, chúng ta càng phải tạo phúc cho dân, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm và ba tánh, như vậy mới không uổng công làm quan. Rồi, đi theo ta. Hả? Đi đâu vậy? Thắp nén nhang cho mẹ ngươi. Hôm nay nhất định phải nói với mẹ của ngươi. Bây giờ ngươi đã là người đàng hoàng chính trực. Địch Nhân Kiệt dùng chút xíu thuật che mắt khiến những người ngài phái đi về tay không. Họ làm ăn cái kiểu gì vậy? Đã đưa Thái tử về đây rồi, nói chuyện này có ích gì? Địch Nhân Kiệt đã hoàn thành nhiệm vụ, Trương Giản Chi và Lý Đa Tổ cũng được thăng quan. Chẳng lẽ chúng ta mất công vô ích sao? Ai nói chúng ta mất công vô ích? Ta thấy màn kịch hay này chỉ mới bắt đầu thôi. Kịch hay hả? Còn có kịch hay gì nữa chứ? Ông tưởng Địch Nhân Kiệt đưa Lý Hiền về kinh thành là xong chuyện sao? Theo như ta thấy, đây chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Có nghĩa là sao? Lý Hiền đang là một tội đồ mang danh loạn thần tặc tử, ai dính vào hắn cũng sẽ gặp xui xẻo. Lần này đưa Lý Hiền về cung không phải là nâng thang cho hắn gặp quan tài sao? Nếu là dấu hiệu để cho hắn đi xuống địa ngục, ta có thể khẳng định cho ông biết, từ nay về sau hắn ta sẽ không được sống yên ổn. Tôi vẫn không hiểu chuyện này.
Ta nói cho ông biết, ngày chết của Lý Hiền đã tới rồi. Địch Nhân Kiệt cũng không thể sống yên ổn được nữa. Đừng nói là chúng ta không bỏ qua cho hắn. Cho dù là Lan Nha Dương cũng không tha cho hắn đâu. Ngài có chủ ý gì vậy? Ta đã chuẩn bị một món quà cho hắn rồi. Một món quà khiến cho hắn đứt từng đoạn ruột, chết cũng không có chỗ dung thân. Ông mau chóng đi gặp Thái Hậu. Lý Hiền tuy đã vào cung thì hắn cũng là kẻ mang tội, ắt phải có người canh giữ hắn ta. Việc này giao cho Địch Nhân Kiệt đi làm là thích hợp nhất. Để Địch Nhân Kiệt canh giữ Lý Hiền thì khác nào thả cái lưới an toàn cho một con cá sắp chết như Lý Hiền chứ. Ông cứ đi tiến cử đi, sẽ có một ngày ta cho ông thấy cảnh lưới rách cá chết.